Trên bàn mình đây hiện tại đang có đầy đủ những chiếc Oppo Reno 7 series. Đó chính là Oppo Reno 7 5G, Oppo Reno 7Z 5G. Và kế bên mình nữa, đó chính là bộ quà tặng khi mà các bạn đặt hàng một trong hai con máy này ở thời điểm hiện tại. Và hãy cùng mình trong video này chúng ta unbox hai chiếc máy Reno 7 series và bộ quà tặng của nó nha. Let's go. Tạm gác hai em Oppo Reno 7 series qua một bên nha, bởi vì người mình quan tâm nhất đó chính là cái bộ quà tặng này đây. Để xem trong đó có gì nha. Nghe đâu là cái bộ quà tặng này các bạn mua nó sẽ có trị giá lên tới tận là 3.490.000, tức là 3.550.000 các bạn. Bộ quà tặng online. Và trong này thì các bạn sẽ gồm có cho mình, đầu tiên đó là một cái máy massage online M1. Đó, một cái máy massage như thế này, massage vùng cổ các bạn. Đó, nó sẽ giúp cho các bạn này có thể thư giãn và cũng như là giảm đi những cái cơn đau ở vai, ở gáy này nọ của chúng ta. Và ngoài ra tiếp theo thì các bạn sẽ có cho mình một cái loa Oline S1. Mỗi năm thì mua Oppo Reno series thì chúng ta sẽ được tặng loa Tikin, nhưng mà năm nay thì chúng ta lại có một cái loa Oline. Mà về cá nhân mình thì mình thấy thích cái loa này hơn, trông nó giống như những cái loa mà đến từ JBL vậy các bạn. Nhìn nó cũng khá là đẹp ha. Ủa, mới chuyện qua mở còn pin mà ta. Ủa alo. Vâng, và rất xu là cái loa này của mình thì nó đã hết pin rồi, không biết là có ai mượn để nghe hay không, nhưng mà tự nhiên hôm qua còn pin mà ta. À, có một cái điểm rất hay đó là với cái con loa S1 này thì chúng ta sẽ được sử dụng cổng Type C rất là tân tiến nha, không phải là micro USB. Và cái massage vùng cổ này của chúng ta thì lại sử dụng cổng sạc là micro, mà nó lại không tặng cáp sạc micro, nó chỉ cho một cái cổng Type C này thôi. Rồi cuối cùng là cái này sạc như thế nào, lỡ ai không có micro thì sao trời. Ủa alo, sao kỳ vậy mọi người? Với chiếc máy massage cổ thông minh sẽ được trang bị chip nhập khẩu có thiết kế cong thái học vừa vặn với 180 độ. Máy sẽ có 3 cầu massage bao gồm một massage room, massage xung lực và duy trì làm nóng. Máy có thiết kế vô cùng đơn giản nè, thời trang và phù hợp với đại đa số người dùng ở thời điểm hiện tại. Được xem như là một món phụ kiện thời trang vô cùng cao cấp. Chưa dừng lại ở đó đâu, máy còn sử dụng liệu pháp quốc tế với công nghệ TENC cho hiệu quả làm mềm cơ, độ nóng khi mà massage được duy trì bằng tia hồng ngoại. Và đặc biệt các bạn chỉ cần sạc đầy nó thì chúng ta có thể sử dụng liên tục tới tận 8 ngày trời, không thể tin được luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói tới chiếc loa Bluetooth Oline S1 thông minh này các bạn nha. Loa sẽ có thiết kế hiện đại với bộ đèn LED chuyển màu theo nhạc cực kỳ ấn tượng. Thời lượng chơi nhạc sẽ lên đến 12 tiếng cùng với là chế độ âm thanh vòm cao cấp. Và ở chiếc loa này thì nó sẽ có 9 nâng cấp đáng giá có thể kể đến. Đầu tiên đó là đèn sáng toàn giải theo nhịp. Thứ hai đó là âm thanh vòm chất lượng. Thứ ba đó là âm bass nó đã được tăng cường lên rất là nhiều. Thứ tư đó là nó có thể kết nối true wireless. Thứ năm đó là công suất siêu mạnh. Thứ bốn đó là nó sử dụng công nghệ Bluetooth mới nhất hiện tại là 5.0, kết nối nhanh với là cái thiết bị điều khiển. Và âm thanh của nó thì các bạn có thể tùy chỉnh chất lượng rất chuyên nghiệp. Và chiếc loa này có thể tương ứng và thích hợp với lại cả Android và iOS các bạn nhé. Và như vậy đây là phần quà 3.550.000 của Oppo khi mà chúng ta mua Oppo Reno 7 series, các bạn sẽ được tặng. Tạm gác nó qua một bên, đến với hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nha. Đó chính là Reno 7 5G và Reno 7Z 5G. Đầu tiên thì mình sẽ unbox cho các bạn chiếc Reno 7 5G đi, để coi bên trong này nó có gì. Rất quen thuộc thôi, một cái màu xanh cực kỳ là ấn tượng. Và tiếp theo thì các bạn sẽ có trong này, đó chính là ốp lưng silicone và sách hướng dẫn sử dụng cũng như là que chọc sim. Các bạn sẽ còn được một con máy nữa. Dĩ nhiên, mua máy thì phải có máy chứ. Và bên trong này nữa thì chúng ta sẽ có đó là một củ sạc nhanh. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái cáp sạc Type-C. Vâng, và theo như truyền thống ông bà cha ta thì bây giờ Oppo cũng đã bỏ đi hoàn toàn tai nghe rồi. Các bạn sẽ không có được tặng tai nghe khi mà mua Oppo Reno 7 series đâu. Và nhân vật cuối cùng đó chính là Oppo Reno 7Z. Bên trong này thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và ốp lưng silicone nằm bên trong này. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có một con máy Oppo Reno 7Z. Và phiên bản mà mình đang có trên tay rất tiếc lại là phiên bản màu đen, mà nhìn nó vẫn đẹp nha, nhìn cực kỳ là sang luôn. Và sâu thẳm bên trong nữa thì các bạn cũng sẽ có cho mình đó là một cái củ sạc và một cái cáp sạc Type-C. Và với Oppo Reno 7Z thì chúng ta sẽ có công suất sạc là 33W thôi, hơi đáng tiếc đi xíu nhưng nó vẫn là một củ sạc nhanh. Đầu tiên về cái cảm nhận của mình khi mà mình được cầm hai chiếc máy này trên tay, nói thật á thì về Reno 7 nó vẫn giữ cái phong thái từ đó tới bây giờ. Cả Reno 4, Reno 5, Reno 6 chúng ta vẫn có một cái thiết kế nó được bo cong hai bên cạnh nè. Các cạnh viền được làm rất thanh mảnh và cảm giác cầm của nó thì cực kỳ là thanh thoát luôn. Và với Reno 7 cũng vậy, chúng ta không có đi theo cái trend gọi là quá vuông vức. Mà nếu như mà nói tới trend thì chúng ta sẽ phải nói tới Reno 7Z. Nhà Oppo đã thiết kế cái kiểu vuông vức hot trend hiện tại dành cho cái sản phẩm Reno 7Z này dành cho chúng ta. Nên những bạn nào chúng ta muốn có một cái sự gì đó gọi là vuông vức nè, cầm nó chắc chắn và nó cứng tay một tí xíu thì các bạn có thể lựa chọn Reno 7Z. Còn ai thích một cái sự gì đó mềm mại, uyển chuyển thì có thể lựa chọn Reno 7. Và cả hai phiên bản này chúng ta đều có những cái màu sắc cực kỳ cá tính và có luôn cả phiên bản màu đen đầm tính nữa, để cho các bạn người nào có một cái gọi là thích một cái gì đó trầm lặng nè nhưng mà cực kỳ là sang trọng thì chúng ta có thể lựa chọn màu đen này. Về cá nhân mình thì nói thật mình cũng thích cái màu đen này hơn, nhìn nó nam tính, nó mạnh mẽ.
Và với cả Oppo Reno 7 và Reno 7Z, chúng ta sẽ được trang bị 3 ống kính sau, trong đó hai ống kính sẽ được làm rất nổi bật như là hai con mắt thần vậy. Và ngoài ra các bạn sẽ còn một cái ống kính nhỏ nữa nằm ở kế bên cạnh đây. Đây, rất nhỏ gọn. Không hiểu tại sao mà lại làm hai cái thì to chà bá lửa, cái còn lại thì lại nhỏ xíu, giấu ẩn mình đi, không hiểu để làm cái gì. Nhưng mà đánh giá chung của mình về cái thiết kế này á, khi mà nhìn từ xa thì mình thấy nó vẫn trông rất là đẹp nè, nó bắt mắt, cũng không có điều gì gọi là đến nỗi là quá xấu cả. Thì cái này nó sẽ tùy theo cảm nhận của mọi người, các bạn thấy nó như thế nào thì các bạn có thể chia sẻ ý kiến ở dưới phần bình luận nha. Về phần màn hình thì cả hai chiếc máy này chúng ta đều sẽ có thiết kế dạng nốt ruồi được đặt lệch về góc trái như thế này, và kích thước của camera selfie được làm rất nhỏ nha, nên vì thế cái không gian toàn thể này các bạn có thể thấy hiển thị cực kỳ rộng lớn luôn. Và Oppo Reno 7Z các bạn sẽ có một cái màn hình lớn hơn một tí xíu thôi, nó không có nhiều đâu, chỉ là 6.43 inch, độ phân giải là Full HD cộng, và lượng sử dụng tấm nền là AMOLED. Còn với lại Oppo Reno 7 chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 6.4 inch, độ phân giải là Full HD cộng, và tấm nền được sử dụng cũng là AMOLED luôn. Tuy nhiên cái điểm mà khiến cho mình cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng một tí xíu ở trên Oppo Reno 7Z đó chính là về tốc độ làm tươi ở trên nó, tức là tần số quét á, thì nó chỉ có cái mức là 60Hz thôi. Khá đáng tiếc với thời điểm hiện tại, nhưng mà con máy này không lên được 90 hoặc là 120Hz. Nếu các bạn muốn sử dụng tần số quét cao thì các bạn sẽ phải lựa chọn Oppo Reno 7 với tần số quét cao là 90Hz nha. Về phần hiệu năng thì cả hai con máy này đều sẽ chạy chip khác nhau. Với lại chiếc Oppo Reno 7Z thì các bạn sẽ được trang bị con chip đó là Snapdragon 695 5G. Và với Oppo Reno 7 các bạn sẽ được trang bị con chip Dimensity 900 5G. Các bạn có thể thấy là thời thế đã hoàn toàn thay đổi rồi. Với những con máy thuộc dạng gọi là đắt tiền hơn và gọi là nhỉnh hơn một tí xíu thì bây giờ chúng ta đã được sử dụng những con chip là Dimensity đến từ nhà MediaTek. Nếu như ngày xưa những con máy giá cao hoặc gọi là thuộc dạng là cũng hơi nhỉnh á, thì không bao giờ sử dụng chip đến từ MediaTek cả. Bởi vì sao? Hiệu năng của nó hoàn toàn trở lại, không xứng đáng với mức giá tiền. Nhưng từ khi Dimensity ra đã mang đến chúng ta những cái trải nghiệm hoàn toàn khác bọt liền. Với Dimensity 900 các bạn sẽ có được những trải nghiệm cực kỳ tốt, cực kỳ mượt mà. Và trong thời gian sắp tới thì bọn mình sẽ làm những video đánh giá trải nghiệm về hiệu năng. Nếu các bạn quan tâm thì đừng bỏ qua video đó nha. Thêm một cái điểm nữa đó là cả hai con máy này đều được trang bị 5G. Đây là những công nghệ tiên tiến và cũng như là cần thiết nhất ở trong thời điểm tương lai. Nên những bạn nào chúng ta muốn có những cái trải nghiệm 5G thì hãy lựa chọn ngay Oppo Reno 7 và Reno 7Z nha. Máy nào cũng có nên có thể thoải mái lựa chọn. Tiếp theo đó là về phần dung lượng pin thì cả hai chiếc máy này rất mỏng, rất nhẹ nên vì thế dung lượng pin của nó không đạt chuẩn 5000 mà chúng ta chỉ có cái ngưỡng là 4500mAh mà thôi. Tuy nhiên thì với những cái thời điểm hiện tại thì 4500mAh cũng có thể gọi là đủ cho chúng ta có một cái ngày dài sử dụng. Mình nghĩ là máy này nó có thể sử dụng chắc chắn là không phải là hơn 7 tiếng đồng hồ rồi đó. Các bạn có quan tâm là bao nhiêu không ta? Nếu quan tâm thì chờ video đánh giá chi tiết và cũng như là chia sẻ cụ thể đến từ Thế Giới Di Động nha. Và cả hai con máy này đều được trang bị sạc nhanh. Với Oppo Reno 7 các bạn sẽ được trang bị công suất sạc nhanh là 65W đi kèm với là củ sạc đúng công suất của nó trong hộp luôn. Và ở Reno 7Z thì sẽ là 33W, trong hộp cũng có củ sạc 33W luôn dành cho mọi người. Ok, và vừa rồi thì mình đã unbox xong chiếc Oppo Reno 7 và Oppo Reno Z cũng như bộ quà tặng trị giá 3.500.000 đến từ nhà Oppo dành cho tất cả các bạn khi mà chúng ta đặt mua Oppo Reno 7 và Reno 7Z ở thời điểm hiện tại nha. Và những bạn đã chúng ta quan tâm về bộ đôi Oppo Reno 7 và Reno 7Z này, muốn đặt hàng ngay để có thể giữ chân được bộ quà tặng này dành cho riêng mình thì hãy bấm vào cái đường link mình đã để sẵn dưới phần mô tả video, đi thẳng vào trang web của Thế Giới Động để đặt hàng ngay bây giờ các bạn nha. Và sau hết video này các bạn có những ý nghĩ nào, các bạn đánh giá về hai sản phẩm này ra sao thì hãy để lại ý kiến cá nhân dưới phần comment nha. Cũng như đừng quên bấm đăng ký kênh của Thế Giới Động để có thể theo dõi những video đánh giá chi tiết hơn về hai sản phẩm này trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Đừng quên cho mình một like nếu như thấy video này hay phù hợp nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người. Bye bye.